Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không bằng em có tóc đẹp du xuân. Trong khi ngoài kia các chị em đang đua nhau đi làm tóc sinh diện Tết, thì em ở đây đem đến một trợ lý đắc lực giúp mọi người không cần ra salon mà ngày nào cũng có tóc đẹp bồng bềnh. Và em là Hà, đến từ chuyên mục Beauty của Gemini ENT. Trợ lý làm đẹp mà em muốn giới thiệu tới mọi người hôm nay chính là máy ép tóc BHF37800 đến từ nhà Philips, một trong những chiếc máy được mệnh danh là xoăn mấy cũng thẳng. Đây là em nó khi em lấy từ trong hộp ra. Bên ngoài máy được thiết kế nhựa cao cấp đen nhám chống nóng, nhìn rất sang, xịn mịn. Cầm trên tay và thử xoay nhiều hướng, em thấy máy rất nhẹ, không làm mỏi tay. Điều này sẽ giúp cho công việc làm đẹp của mọi người nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, dây cắm điện của máy dài 1m8, đủ để mọi người thoải mái di chuyển trong quá trình tạo kiểu. Một điểm mà em đánh giá cao hơn ở chiếc máy này là nút khóa máy. Đây là một tính năng an toàn giúp bảo vệ sản phẩm tránh bị gãy khi mang đi và không bị bỏng tay khi đang nóng. Đó là những điểm lấy thiện cảm ban đầu, còn điểm mà quyết định mọi người yêu em nó hay không lại nằm ở nhiệt độ, công nghệ cũng như là thanh ép của máy. Khoảng nhiệt của máy thì nằm ở khoảng nhiệt 160 độ đến 230 độ. Bật, mọi người chỉ cần bật cái nút ở đây. Đó, bật lên là máy sẽ nóng rất là nhanh và mọi người có thể điều chỉnh nút tăng giảm theo cái nút cộng và trừ đây và đều có hiển thị đèn LED. Với khoảng nhiệt từ 160 độ đến 230 độ thì mọi người có thể tạo được nhiều kiểu khác nhau. Nếu mọi người muốn tạo kiểu nhẹ nhàng, đơn giản thôi thì mọi người có thể để ở mức nhiệt là 160 hoặc 180. Còn những ai tóc xoăn hơn, tóc xơ hơn mà rất là khó là mọi người có thể tăng được mức nhiệt 220 cũng như là 230. Và mọi người yên tâm, khi mọi người dùng ở khoảng nhiệt cao 220 hay 230 thì mọi người sẽ có một công nghệ là Thermal Protect. Đây là một công nghệ mới của máy giúp cho nhiệt phân bố đều trên thanh ép và từ đó giúp cho mọi người tránh mọi người cái việc tóc của mọi người bị nóng quá dẫn đến việc hư tổn. Đó, ngoài khoảng nhiệt và công nghệ ra, một điểm mà em cảm thấy rất thích ở máy này chính là cái thanh ép của máy. Đó, thì chất liệu thanh ép của máy thì làm ở chất liệu gốm keratin. Đây là một chất liệu mà phải nói rất là xịn sò, giúp mọi người là phẳng chỉ trong một đường và là rất mượt cũng như rất là nhanh. Thanh ép thì có diện tích là 100mm, thì đây là một cái diện tích em đánh giá là nó là một diện tích khá là lớn để giúp cho mọi người là được nhiều tóc hơn, lấy được nhiều tóc hơn, từ đó tiết kiệm được thời gian và mọi người là tóc. Và để test thực tế cho mọi người xem máy có thể làm nhanh mức độ nào thì em đã chuẩn bị một máy tóc cũng tương đối xù, trưng tối hơi rối một chút và em sẽ để một mức nhiệt là khoảng tầm 180 đi. Đây, làm 180 cho mọi người xem nhé. Máy nóng rất là nhanh luôn. Em sẽ làm máy trước. Tại em không có gương nên là em là theo rất là cảm tính nha mọi người. Theo bản năng. Mọi người cầm cao trên này này. Đó. Mọi người đưa một đường xuống. Rất là trơn luôn mọi người ơi. Đó. Thẳng chưa? Không biết đã thẳng chưa nhưng cảm giác là nóng lắm mọi người ạ. Tiêm nha, em làm tiêm này. Thực ra là nếu mà sáng ngày ra, nếu mà mọi người hoặc mọi người đi chơi đâu ấy thì cái việc ép tóc hoặc là cái việc uốn tóc cho nó cụp vào ấy nó cũng sẽ diễn ra rất là nhanh thôi. Thanh ép trượt trơn lắm mọi người ạ. Mọi người giữ chắc ở đầu này này. Giữ chắc ở đầu này và kéo một đường xuống là xong nhá. Trượt rất là nhanh luôn. Đấy. Em cảm nhận là nó thẳng hơn rất là nhiều luôn. Tóc em thì nó là chất sợi tóc sơ nên là chất sợi tóc kiểu tóc tơ ấy ạ. Nên là nó cũng dễ vào nếp. Nhưng tóc chị nào mà xoăn và khó hơn, kiểu xù hơn ấy thì mọi người nhớ để mức nhiệt cao hơn nhá. Khi ép thì thanh ép nó rất là khít luôn, nó làm cho việc ép nó sẽ thẳng hơn. Đây, em sẽ ép gọi là ép một hai cái. Đó, mọi người. Mọi người trông thấy sao ạ? Trông có thấy thẳng hơn không? Em thì em nhìn tốc độ em thấy thẳng hơn rất là nhiều và gọn, ôm mặt hơn. Đó, trên đây là máy ép tóc Philips BHF37800 được mệnh danh là xoăn mấy cũng thẳng nhà Philips.
ra bản thân em trải nghiệm thử thì em thấy máy rất là xứng đáng với những gì mà hãng quảng cáo. Nếu mà mọi người quan tâm về sản phẩm thì link sản phẩm em để bên dưới, mọi người có thể click vào link để tham khảo thêm về sản phẩm nhé. Nếu mọi người có thắc mắc gì về sản phẩm, hãy liên hệ 084-246-3333 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Mọi người thấy video này hay và hữu ích, hãy cho em một like và subscribe để em có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.